Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố khác tại Trung Quốc thực hiện công tác chuẩn bị đối phó với ngập lụt khi các cơn bão mùa hè quét qua nhiều vùng, trong khi nhiều thành phố vùng nội địa đang trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt. Kể từ tháng 4, nhiều đợt thay đổi thời tiết dữ dội liên tục bao trùm nhiều khu vực trên Trung Quốc, gây ra thiệt hại cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng tới mùa màng cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng đối phó với biến đổi khí hậu của nước này. Thông thường, Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa cao điểm khoảng cuối tháng 7. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đã khiến các cơn bão trở nên dữ dội và khó đoán hơn, trong khi các siêu đô thị được xây dựng với mật độ dày đặc cùng các thách thức trong hệ thống thoát nước có thể dẫn tới tình trạng lũ lụt gây nguy hiểm. Theo Reuters, có khoảng 150 thành phố bị ngập nước mỗi mùa hè tại Trung Quốc hồi tháng 7 2021. Trước đây, một trận mưa lớn ở thành phố Trinh Châu, tỉnh Hà Nam đã khiến gần 400 người thiệt mạng, trong đó có 14 người chết đuối trong một chuyến tàu điện ngầm ngập nước. Lượng mưa đã rơi trong 3 ngày tại thời điểm đó còn nhiều hơn lượng mưa thành phố này nhận được trong cả một năm. Trong tháng 7 2023, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về lượng mưa lớn và lũ lụt. Chiều ngày 20 tháng 7, Văn phòng Thời tiết Thượng Hải đưa ra cảnh báo về lượng mưa vượt quá 50mm mỗi giờ tại thành phố 25 triệu dân, trong khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo lượng mưa lớn hơn lên tới 130mm có khả năng xảy ra ở Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân vào sáng ngày 22 tháng 7. Để chuẩn bị cho khả năng xảy ra ngập lụt, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã triển khai hơn 2.600 nhân viên tại hàng chục trạm bơm, đồng thời tiến hành khơi thông hàng nghìn cửa xả nước dọc các con đường. Nhiều tuyến xe buýt chạy ra ngoại thành, miền núi cũng bị tạm dừng. Tại Thiên Tân, các nhà chức trách cũng tăng cường nỗ lực kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Phi Hồ ở phía Bắc. Ngược lại, nhiệt độ từ 35 độ C trở lên tiếp tục đe dọa các vùng khác của Trung Quốc. Lượng mưa ít ỏi tại các tỉnh Giang Tây đang khiến Hồ Bà Dương, hồ chứa nước ngọt lớn nhất của đất nước, giảm xuống mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 1951. Hồ Bà Dương được mệnh danh là quả thận của Trung Quốc do đóng vai trò điều tiết dòng chảy của sông Dương Tử. Trong khi đó, ở Tây Bắc Tân Cương, nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục 52,2 độ vào ngày 16 tháng 7 với cái nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát trong vòng 72 giờ đầu tiên sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại quận Lư Sơn, thị xã Nhã An, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Trung tâm Chỉ huy đối phó với tình trạng khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, số người chết sau trận động đất đã lên tới 186 người và có thể đây chưa phải là con số cuối cùng. Ngoài ra, còn có 21 người mất tích và 11.393 người bị thương sau trận động đất xảy ra hơn 2.044 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất lên tới 5,4 độ Richter. Tổng cộng có 26.400 ngôi nhà và 214 hồ chứa nước bị phá hủy, 1,5 triệu người bị ảnh hưởng. Quân đội Trung Quốc đã huy động 106 máy bay, 1.159 quân nhân và 171 phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, còn có 2.300 nhân viên cứu hộ cứu hỏa, 5.800 nhân viên cảnh sát được huy động tìm kiếm người bị nạn trong các căn nhà sụp đổ. Ngoài địa bàn quận Lư Sơn, lực lượng cứu hộ cũng đang tìm cách mở đường vào quận Bảo Hưng bên cạnh, khu vực bị cô lập sau trận động đất. Thông tin ban đầu cho biết có 26 người chết và 2.500 người bị thương tại quận này. Giới chức quận Bảo Hưng cho biết, vấn đề quan trọng nhất tại địa phương này đã đảm bảo cuộc sống cho khoảng 40.000 người dân đã bị mất nhà cửa sau động đất. Bên cạnh công tác tìm kiếm những nạn nhân còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát, công tác cứu trợ cho người còn sống cũng hết sức cấp bách. Ước tính có khoảng 100.000 người dân ở Lư Sơn đang rất cần nơi trú ngụ, thức ăn và nước uống, trong khi nhiều người đang tìm cách dựng các lều tạm bằng những vật dụng còn sót lại sau trận động đất. Thông tin mới nhất từ lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên cũng cho biết đến nay đã có khoảng 12.700 lều bạt, 34.100 bộ chăn màn, 12.700 giường, 12.700 tấn lương thực, thực phẩm, nước uống được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất vào chiều ngày 21 tháng 7. Tỉnh Tứ Xuyên đã bố trí chỗ ở tạm thời cho 171.000 người dân. Cùng ngày 21 tháng 7,
Trung Quốc đã cảm ơn cộng đồng quốc tế vì hỗ trợ sau trận động đất ở Tứ Xuyên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói, chính phủ và nhân dân Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những nỗ lực của một số quốc gia sau trận động đất ngày 20 tháng 7 ở Tứ Xuyên. Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực đẩy mạnh công tác cứu hộ nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các phương tiện cứu hộ và giúp đỡ những người sống sót sau thảm họa này. Trận động đất đầu tiên có cường độ 6,1 độ Richter xảy ra vào khoảng 17 giờ ở một khu dân cư thưa thớt thuộc huyện Lushan. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 17 km. 3 phút sau, một trận động đất có cường độ 4,5 độ Richter được ghi nhận ở huyện Bảo Hưng gần đó, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Video được truyền hình địa phương công bố cho thấy hàng chục học sinh đã la hét và chua xuống gầm bàn khi trường học bắt đầu di chuyển. Một đoạn video khác do đài CGTN đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trận động đất đầu tiên đã xảy ra một vụ lở đất làm hỏng nhiều ô tô và làm đất đá rơi xuống đường. Theo thông tin ban đầu, hơn 4.500 người bao gồm nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát, binh lính đã được điều đến hiện trường. Các quan chức Tứ Xuyên cho biết một số tòa nhà trong khu vực đã bị hư hại, song chưa có báo cáo về bất cứ vụ sập nhà hay mắc kẹt nào. Nhiều tòa nhà bị hư hại vì động đất ở Tứ Xuyên, một chiếc xe hơi chìm trong đất đá. Tại một cuộc họp báo vào tối thứ Tư, các quan chức địa phương cho biết trận động đất đầu tiên là dư chấn từ trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào năm 2013, khiến khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Vùng núi Tứ Xuyên, một địa điểm du lịch nổi tiếng quê hương của loài gấu trúc Trung Quốc, là một khu vực dễ xảy ra động đất. Trong khi đó, có khá nhiều ý kiến khác nhau về khả năng một trận động đất lớn sẽ xảy ra đợt hạn hán nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo các tài liệu công khai, năm 1972, vùng Hoa Bắc Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây và vùng Nội Mông đã phải hứng chịu một trận hạn hán nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thập kỷ. 3 năm sau, tức năm 1975, tỉnh Liêu Ninh giáp với khu tự trị Nội Mông ở phía Tây Bắc, giáp với tỉnh Hà Bắc ở phía Tây Nam, xảy ra trận động đất Hải Thành 7,3 độ Richter. Năm 1976, tỉnh Hà Bắc xảy ra trận động đất Đường Sơn 7,8 độ Richter. Năm 1972, vùng Tây Nam Trung Quốc cũng bị hạn hán nghiêm trọng. Đến năm 1974, một trận động đất 7,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô Hoác, tỉnh Tứ Xuyên. Vào năm 1974, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam xảy ra trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter. Ngoài ra, vào năm 2006, Tứ Xuyên và Trùng Khánh bị hạn hán nghiêm trọng. Cục bộ có nơi phải hứng chịu đợt hạn hán khắc nghiệt cả thế kỷ mới có một lần. Nhiệt độ một số khu vực nhiều lần lên trên 40 độ, thậm chí lên tới 44 độ C. Đợt hạn hán này tiếp tục kéo dài đến năm 2007. Kết quả là vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, xảy ra trận động đất Tứ Xuyên gây chấn động thế giới. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, giết chết hơn 250.000 người. Trong cuốn Quốc ngữ cũng có ghi chép rằng vào năm Chu U Vương thứ hai, đô thành của nhà Tây Chu cùng ba con sông ở đó là Kinh Thủy, Lạc Thủy và Vị Thủy đều xảy ra động đất. Thái sử Bá Dương Phụ nói rằng sông cạn, núi ắt sụp đổ. Quả nhiên là cùng năm đó, ba con sông này bị khô cạn, núi Kỳ Sơn cũng bị sụp lở. Trận động đất Kỳ Sơn xảy ra vào năm Chu U Vương thứ hai cũng được ghi nhận là trận đầu tiên có cường độ trên 6 độ Richter trong lịch sử Trung Quốc. Những dấu hiệu đã thường thấy trước trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc. Đầu tiên, mực nước trong hồ bị cạn kiệt một cách khó hiểu. Sau đó, hàng ngàn con cóc xuất hiện trên đường phố. Cuối cùng, chỉ vài giờ trước trận động đất, các con vật trong một vườn thú có những biểu hiện khác lạ. Trong khi Trung Quốc vẫn đang làm hết mình để cứu những người còn sống sót trong đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng hôm thứ Hai vừa qua, trên các chat room và blog, mọi người bắt đầu xôn xao. Liệu tự nhiên có dự đoán được thảm họa? Một người còn trách cứ nếu cơ quan dự báo địa chấn chuyên nghiệp hơn, họ có thể dự đoán được trận động đất từ 10 ngày trước đó, khi hàng ngàn mét khối nước ở Hồ Bắc bị biến mất chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, theo các nhà địa chấn học, trên thực tế gần như không thể dự đoán được ở đâu và khi nào sẽ có động đất. Rất nhiều nước, trong đó có cả Trung Quốc, đã dựa vào những thay đổi tự nhiên, chủ yếu là biểu hiện ở động vật, để dự báo động đất. Tuy nhiên, theo nhà địa chấn học Roger Mawson thuộc Cơ quan Nghiên cứu Địa lý Anh, cho đến nay, phương pháp này vẫn không đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Thậm chí, tờ báo lớn của Trung Quốc như tờ China Daily hôm thứ Ba vừa qua cũng đã chất vấn vì sao không dựa vào tự nhiên để dự báo động đất. Theo những người trên mạng, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện
khoảng 3 tuần trước đó, khi một lượng lớn nước trong một hồ ở phố SC ở Hồ Bắc cách tâm trấn khoảng 550 km đột nhiên biến mất. Sau đó, 3 ngày trước trận động đất, hàng ngàn quái cóc không biết từ đâu xâm chiếm đường phố ở Miên Dương. Thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Cho đến nay, ít nhất 2.000 người ở đây được thông báo đã thiệt mạng. Người dân ở đây lúc đó cũng cho rằng những con cóc này có thể là dấu hiệu của một thảm họa thiên nhiên sắp ập đến. Tuy nhiên, theo tờ Huasi Metropolitan, những người quản lý rừng địa phương lại cho rằng đó là hiện tượng bình thường và đúng vào ngày trận động đất xảy ra. Những con ngựa vằn tự nhiên lao đầu vào cửa của vườn thú ở Vũ Hán, cách phía đông tâm trấn gần 1.000 km. Và tờ Vũ Hán buổi tối cho biết, con voi trong vườn thú dương vòi của chúng một cách hoang dại làm bị thương một nhân viên trong sở thú. 20 con sư tử cùng hổ ở đây bình thường ngủ vào ban ngày, hôm đó lại đi lại lại bồn chồn. 5 phút trước trận động đất, hàng chục con công trống bắt đầu cất tiếng gáy. Theo nhà địa chất học Motion, có một vài lý do cho những biểu hiện khác thường đó. Khả năng sát nhất là sự chuyển động của lớp đá dưới mặt đất trước trận động đất đã tạo ra sóng điện, và một số loài động vật có thể hiểu được. Giả thuyết khác có thể là những con vật đó có cảm thấy những chấn động yếu trước trận động đất, con người có thể cảm nhận được. Trương Hiểu Đông, một nhà nghiên cứu tại Cục Địa chấn học Trung Quốc cho biết, cơ quan của ông đã dùng những biểu hiện hoặc hoạt động tự nhiên để dự đoán động đất được khoảng 20 lần trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, 20 lần đó không thấm vào đâu so với lượng các trận động đất xảy ra ở Trung Quốc. Vấn đề hiện nay là mối liên hệ đó vẫn rất mờ nhạt, ông cho biết. Vào mùa đông năm 1975, giới chức Trung Quốc đã yêu cầu thành phố Hải Thành ở Liêu Ninh phải sơ tán một ngày trước khi động đất 7,3 độ Richter ập đến. Cũng nhờ dựa vào những cảnh báo sớm của động vật cũng như những thay đổi trong mực nước ao hồ, tuy nhiên hơn 2.000 người vẫn thiệt mạng. Những hiện tượng khí hậu lạ, trong đó có cả thay đổi trong mực nước, cũng là những thông báo một năm sau đó trước trận động đất 7,6 độ ở Đường Sơn, Đông Bắc Trung Quốc. Trận động đất đó đã cướp đi sinh mạng của 240.000 người. Năm đó, một nhóm chuyên gia địa chấn Trung Quốc đã được cử đến vùng nhưng không thấy bằng chứng nào cho thấy sẽ có động đất xảy ra. Trên đường trở về, họ dừng lại nghỉ qua đêm ở Đường Sơn và tất cả bị thiệt mạng trong trận động đất. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi kịp thời giải đáp. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, share và comment. Nhấn chuông để đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.